Chào các bạn, cái video này mình sẽ trình bày về cái vấn đề thay đổi đơn vị trên hệ thống. Thì thường thì một số bạn khi mà cài phần mềm vô thì nó sẽ mặc định là đơn vị họ in. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi qua giữa các đơn vị. Thì trong cái trên màn hình bạn thấy đây là nó hiện tại này là cái file kết của bạn này đang ở ở in ở cái màn hình này. Bây giờ mình sẽ thay đổi bằng cách là chọn vô file, chọn configuration ha. Thì khi bạn thay đổi á, thì ở dưới này nó sẽ có cái dòng đó là current, thì bạn có thể thay đổi chọn cái đơn vị là chọn metric. Thì lúc này nó sẽ cảnh báo cho bạn chọn ok ha. Và khi mà apply thì nó sẽ hiện một cái thông báo là scale your back to metric, có nghĩa là bạn sẽ thay đổi cái kích thước của mô hình, nó sẽ phóng to theo cái đơn vị mình chuyển đổi. Đấy, mình chọn Z thì lúc này nó sẽ được scale lên. Đấy. Rồi đó là thay đổi đơn vị cho cái file kết hiện tại. Còn nếu như bạn muốn thay đổi cái đơn vị khi mà bạn khởi động luôn á, thì bạn chọn vào configuration ở mục đó là style exit ha, chỗ startup setting này, thì bạn chọn vào mục configuration và chọn vào metric in, đó là tùy theo cái yêu cầu công việc của bạn. Rồi, ok, tới đây mình kết thúc cái phần thiết lập đơn vị cho cái môi trường làm việc trên MetaTaggame.